Ngày 26 tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai nhận được tin báo phát hiện chiếc xe máy nghi của hai nạn nhân tử vong tại khu vực rừng thuộc xã Đắk Rông, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Theo đó, chiếc xe máy được tìm thấy trong bụi rậm, cách làng Con Trang, xã Đắk Rông, huyện Ca Bang, khoảng 2 km, cách địa giới hành chính xã Hiếu, huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, khoảng 15 km và cách vị trí hai nạn nhân dựng lán trại hơn 3 km. Vào khoảng tháng 7 năm 2022, trước thời điểm phát hiện các nạn nhân, một người dân làng Con Trang, xã Đắk Rông đi lấy măng đã nhìn thấy chiếc xe máy trên, sau nhiều ngày vẫn không ai đến lấy nên đã đưa về dùng. Hay tin phát hiện hai thi thể trong rừng, người này nghi ngờ là xe của nạn nhân nên đưa đến để lại chỗ cũ. Chiếc xe máy này là xe quay màu đen bạc, có nhiều khoảng sơn đỏ có dấu hiệu đã bị cào xước, không có biển kiểm soát. Từ số khung, số máy, lực lượng chức năng tạm thời xác định chiếc xe máy trên có nguồn gốc đăng ký tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện các cơ quan chức năng đang rà soát, xác minh thông tin để làm rõ chủ sở hữu của chiếc xe máy trên. Liên quan đến vụ việc, qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định hai thi thể phân hủy ở rừng là nam, trong đó thi thể nằm dưới nền đất là người đàn ông tuổi trung niên, còn thi thể nằm trên võng là của bé trai khoảng 10 đến 15 tuổi. Tuy nhiên, qua khám nghiệm, các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính và lai lịch. Địa phương đã chôn cất hai thi thể trên.